Vâng, thưa quý vị khán giả, không cần phải đi Ninh Thuận hay là Đà Lạt, ngay tại Hà Nội đây thôi chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng và thưởng thức những chùm nho trĩu quả thơm ngon trong vườn nho hạ đen của những nông dân xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng. Vâng, và xin được giới thiệu tới quý vị khán giả cũng như là chị Tú Anh, đây là vườn nho của gia đình anh Nguyễn Hữu Hợi, là một trong những hộ tiên phong đưa giống nho này về trồng tại địa phương này. Và chúng ta có thể thấy là giống nho hạ đen là một trong những loại nho rất là mới của với người dân Việt Nam trong những năm gần đây, phải không ạ? Vâng, đó cũng là điều mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất, đó là việc mà anh Hợi lựa chọn giống nho. Tôi đã từng thưởng thức loại nho hạ đen này rồi, quả thật là hương vị rất là thơm ngon và trái thì cũng rất là mọng, rất là đẹp nữa. Tuy nhiên mà điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là cái ý tưởng sáng tạo của anh Hợi này cũng lại còn thu hút được rất là nhiều khách du lịch đã tới đây để tham quan này, và thậm chí là để thu hoạch nho mỗi ngày nữa. Đó là trồng nho hạ đen kết hợp với du lịch trải nghiệm. Vâng, và mỗi cuối tuần thì các gia đình mà có con nhỏ có thể đưa con đến những cái vườn nho như thế này, hoặc là đến vườn nho của anh Hợi để có thể ngắm nhìn những chùm nho trĩu quả này, hay là có thể tự tay thu hoạch được trà nho, chùm nho cho riêng mình. Vâng, khi mà chị Tú Anh nhắc đến đây thì tôi hình dung ra cảnh là những đứa trẻ sẽ được nô đùa rồi giải phóng năng lượng sau những cái ngày giãn cách xã hội, đúng không ạ? Chúng ta có thể hòa mình vào trong thiên nhiên. Và không để cho quý vị khán giả phải chờ đợi lâu nữa thì ngay bây giờ xin mời anh Hoàng này cùng với quý vị khán giả hãy cùng đến với vườn nho hạ đen của anh Hợi để cùng có những cái trải nghiệm của việc ngắm nhìn những chùm nho trĩu quả và thu hoạch những chùm nho, những trái nho ở đây như thế nào. Check QR code, khai báo y tế điện tử, đo thân nhiệt trước khi mua vé. Tất cả những khai báo và kiểm tra sức khỏe cơ bản này đã trở nên quen thuộc với những khách du lịch tới tham quan vườn nho hạ đen ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Từ các bạn nhỏ cho tới những người cao tuổi, ai cũng hào hứng được tự tay thu hoạch những chùm nho sai trĩu quả và mọng nước. Con kể cho các bạn thì là mình là tới vườn nho thì hái được rất là nhiều nho và mình cảm thấy rất là vui ạ. Gia đình anh Dũng lần đầu tiên tới khám phá vườn nho hạ đen ở nơi đây. Anh Dũng chia sẻ, đã rất lâu rồi từ khi Covid-19 xuất hiện cho tới nay, đã hơn 2 năm, gia đình anh chưa đi du lịch. Mong muốn các con của mình được hòa mình vào thiên nhiên, được trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn. Vợ chồng anh Dũng đã chọn vườn nho hạ đen này là điểm đến. Thực ra thì gia đình mình thì cũng rất mong muốn là cuối tuần thì cho con đi chơi. Thực ra là những cái hoạt động ngoài trời như này nó là cái là rất bổ ích cho các cháu. Hôm nay là cái may mắn thôi, thì hôm qua là bà xã lại bảo lại có một cái khu vực ở Đan Phượng lại đang có cái vườn nho, thế thì là hôm nay thì cả nhà xuống để xem thế nào, mà không ngờ đến đây nhìn cũng khá đẹp đấy. Vườn nho hạ đen có tổng diện tích 5.000 m² này là của gia đình anh Nguyễn Hữu Hợi. Anh Hợi là một trong những hộ dân đầu tiên ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội trồng giống nho hạ đen không hạt trên vùng đất thấp. Có khu ngày xưa nói là nhiều thì ăn nhiều, thì mình cứ nhiều đi. Nếu mà ví dụ nhà được thì mình được ăn, mà không được thì coi mình chấp nhận. Thì bởi vì là mình xem các cái chương trình trên TV hoặc là trên mạng xã hội là ở trên trong Ninh Thuận nó làm là cái thành công rất nhiều, thì tại sao mình ở miền Bắc mình lại không làm được? Thì mình mới tìm tòi, mình cũng nghiên cứu, thì mình cứ làm, thì đến lúc mà thực sự ra mình làm nó cũng không thành công. Đến sau khi mà rất là mê là đến cái năm 2019 là mình tìm hiểu được cái nho hạ đen này. Đấy, thế là 2020 là bắt đầu mình tìm rồi, bắt đầu mình làm cái diện tích của mình như vậy. 1.500 gốc nho được trồng từ tháng 3 tới đầu tháng 11 thì cho thu hoạch. Khách du lịch tới tham quan vườn nho sẽ mua vé với giá 30.000 đồng một người. Du khách sẽ được hái nho tự chọn, giá bán là 150.000 đồng một kg. Để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ du lịch nông nghiệp sinh thái, vụ nho tiếp theo anh Hợi sẽ mở rộng diện tích với những giống nho mới như giống nho mẫu đơn hay giống nho cự phong. Vâng, khi mà xem xong phóng sự ngắn vừa rồi thì tôi đoán chắc rằng là chị Tú Anh hay là nhiều quý vị khán giả sẽ tỏ ra rất là háo hức cũng như là muốn tới thăm vườn nho hạ đen của gia đình anh Hợi, phải không ạ? Vừa thưởng thức những trái nho được trồng trên đất Bắc này, vừa được chụp những bức ảnh tuyệt vời bên những chùm nho căng mọng. Nói đến đây thôi là cá nhân tôi thì cũng muốn đến cái tham quan cái vườn nho này rồi. Vâng, dịch vụ là du lịch trải nghiệm kết hợp với làm nông nghiệp thì cũng là một cái xu hướng mà có thể phát triển được bền vững và giúp cho người nông dân thì có thu nhập cao này, lại tạo ra một không gian nghỉ dưỡng hấp dẫn cho cả du khách nữa. Tuy nhiên thì để làm du lịch nông nghiệp xanh có thể tồn tại, những người nông dân của chúng ta phải luôn cập nhật những trào lưu cũng như là nắm bắt được sở thích của chính khách hàng của mình. Và chính vì thế anh Hợi đã giao nhiệm vụ này cho cô con gái của mình. Vâng, và cũng xin được giới thiệu tới chị Tú Anh và quý vị khán giả là
Con gái của anh Hợi chính là bạn Nguyễn Hồng Hạnh, sinh năm 1995, là một thanh niên trẻ đam mê làm nông nghiệp du lịch. Hạnh đảm nhiệm vai trò xây dựng các dịch vụ du lịch trải nghiệm ở vườn nho Hạ Đen của gia đình. Mặc dù dịch vụ trải nghiệm vườn nho mới chỉ mở được hơn một tháng thôi, nhưng đã thu hút được hàng trăm lượt khách tới tham quan mỗi ngày rồi. Và để tìm hiểu về niềm đam mê làm du lịch nông nghiệp của Hạnh thì xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe những chia sẻ của Hạnh trong phần trò chuyện ngắn ngay sau đây. Khi mà mình bắt đầu làm hoạt động du lịch này thì lần đầu tiên nhà mình làm thì em có cảm thấy là kiểu hồi hộp, kiểu thấy run không? Cũng nhiều khi mình cũng nghĩ là không biết là có đông khách đến hay không, bởi vì là bây giờ không biết là quảng cáo như nào để cho mọi người đến. Ừ, đúng rồi ạ, có nghĩa là cái gì cũng thế. Mình năm đầu tiên với bắt đầu là bước chân vào cái ngành mà gọi là du lịch trải nghiệm ý, thì mình sẽ có những cái khó khăn và cũng cái bỡ ngỡ và những cái mà mình mới mà. Nó có những cái mình cũng không thạo và cũng không biết ấy. Nên là em cũng mới đầu em cũng rất là lo lắng và cũng run, rất là run. Kiểu run là ui không biết là khách có đến hay không. Đúng rồi. Rồi là những cái chùm nho này họ có họ có thích hay không nữa. Ừ, đấy. Họ có thích là cái nho của mình ấy, cái vị nho rồi cái chất lượng nho của mình họ có thích hay không nữa. Đấy, rồi cái không gian của mình có đủ thu hút khách hay không. Đấy, những cái đấy là em cũng rất là trăn trở và rất là lo lắng ấy. Có bao giờ mà kiểu mất ăn mất ngủ theo cái kiểu rằng ôi dồi ôi ngày mai bắt đầu là mở vườn nho rồi không biết là có ngủ được không còn thứ không? Đúng rồi, rất là lo luôn ấy ạ. Lo những cái ngày đầu mà mình bắt đầu là mình mới mở cửa ấy. Đấy, rồi không biết là có nhiều khách hay không, rồi mình có bán được nho hay không, rồi cái chất lượng nho của mình có phù hợp với mọi người hay không nữa. Đấy, nên là em rất là lo lắng với những cái vấn đề như thế. Nhưng mà khi bắt đầu mở dịch vụ du lịch như thế này này thì bản thân nhà em đã phải có cái sự chuẩn bị như thế nào để làm sao đấy mình thực sự là mình chuyên nghiệp nhất một cái khu vực mà làm nông nghiệp du lịch. Để mà chuẩn bị được cái mô hình như thế này ạ thì bên em cũng rất là chỉ chu về cái phần thứ nhất là vệ sinh. Đấy, mình phải vệ sinh làm sao mà nó vệ sinh vườn làm sao sạch sẽ này để khách đến tham quan là cảm thấy thoải mái nhất có thể. Cái thứ hai nữa là em đánh vào cái nghĩa nhà em là chất lượng, phải chất lượng. Cái gì cũng thế, từ dịch vụ cho đến quả nho là mình phải chất lượng để làm sao mà khách đến với vườn nho nhà em thì cảm thấy rất là yên tâm và cảm thấy thoải mái nhất. Cái yên tâm đấy thì cái quan trọng nhất là khi mà khách đến họ nhìn thấy là nho sạch chưa đã này, rồi là vườn không có một chút gọi là tí cỏ rác nào đúng không ạ? Thế thì khi mà em làm những cái mô hình như này, khách đầu tiên đến là họ đã chia sẻ cảm xúc như nào, em có thể chia sẻ lại được không? Cái cảm xúc của mọi người khi đầu tiên là đến với vườn nho em là mọi người cảm thấy thứ nhất là thoáng mát, sạch sẽ, là đảm bảo để cho các con vui chơi. Đó, cái thứ hai nữa là nho thì mọi người ăn là mọi người cảm thấy rất là ngon và thơm mà lại rất là yên tâm so với cái nho mà mọi người mua ở ngoài chợ hoặc là mua ở các ngoài cửa hàng khác. Nhất là về đây là được tự cắt này, thứ hai là lại tươi ngon này. Đấy, thứ hai, ba nữa là lại sạch sẽ nữa nên ra là mọi người rất là yên tâm. Khi mà làm chuyển sang cây nho như thế này thì em có mong muốn rằng là mình sẽ kế hoạch làm du lịch của mình có còn nhân rộng hơn nữa hay không? Có nghĩa là em vẫn sẽ muốn là dự định là sẽ phát triển thêm. Đó nghĩa là năm nay là năm đầu tiên thì em chỉ là mình như kiểu khai nguyên ý. Thì đấy, thì có như thế nào thì mình mở ra như thế. Nhưng mà năm sau thì em vẫn muốn là khai thác thêm, vụ thêm một cái giống nho mới, thêm một cái vườn hoa, rồi thêm những cái chỗ vui chơi cho các con trải nghiệm. Em thấy rằng là bây giờ cái nhu cầu đi du lịch của mọi người như thế nào? Em thấy cái khách hàng đến đây ấy, những cái người mà đến đây họ đi với cái tâm thế như thế nào? Họ mong muốn như thế nào? Cái không gian này thoải mái, rộng rãi này, thoáng mát này, mà các con lại biết đến những cái gọi là về nông nghiệp ý. Như nho này, mọi người có thể đến đây là mọi người tự cắt nho này, các con có thể biết là chùm đấy là chùm nho. Đấy. Xong rồi mọi người có thể là các con có thể là tự cắt nho. Đấy, đó những cái trải nghiệm mà có thể nói là ấn tượng để lại cho các con. Vâng, thưa quý vị khán giả, bên cạnh đó thì Hạnh còn chia sẻ thêm với phóng viên của kênh VTC16 là Hạnh kỳ vọng vườn nho sẽ là nền tảng đầu tiên cho gia đình xây dựng mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm khép kín trên tổng diện tích gần 5 hectare đất sản xuất nông nghiệp của gia đình mình. Vâng, điều thú vị rằng là bạn Hạnh thì cũng là lần đầu tiên tham gia vào cái lĩnh vực kinh doanh mà lại là kinh doanh ở lĩnh vực là dịch vụ du lịch và được bố giao cho trọng trách là phải quản lý cũng như là xây dựng những cái ý tưởng kinh doanh làm sao cho phù hợp. Mặc dù có rất nhiều bỡ ngỡ nhưng mà Hạnh thì cũng đã thực hiện được ước mơ đó là làm du lịch vườn nho của gia đình mình và biến nó trở thành một thành công ngoài mong đợi. Bởi Hạnh có tuổi trẻ, có nhiệt huyết của một thanh niên khởi nghiệp từ chính nông nghiệp và chính quê hương của mình. Vâng, tuy nhiên thì chúng ta cũng đã từng bàn luận trong rất là nhiều chương trình nông thôn chuyển động rồi, để làm được du lịch nông nghiệp thì cũng không phải là điều đơn giản.
Và thực tế thì để có được một khu du lịch nông nghiệp an toàn với du khách thì ngay từ khâu chăm sóc cây trồng cho tới khi thu hoạch thì du khách có thể thưởng thức trái nho ngay tại vườn. Anh Hợi đã phải trồng nho theo tiêu chuẩn Việt Gáp này, sử dụng phân bón hay là thuốc trừ sâu sinh học để đạt được những trái nho an toàn, chất lượng cao. Cụ thể ra sao? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngắn tiếp theo ngay sau đây để tìm hiểu xem anh Hợi đã mạnh dạn đưa giống cây trồng này thích ứng với khí hậu ở miền Bắc như thế nào để trái nho có thể sinh trưởng và phát triển tốt như ngày hôm nay. Cây nho là loại cây đặc biệt yêu thích của anh Hợi. Anh Hợi đã từng thử nghiệm trồng nho Ninh Thuận nhưng thất bại vì khí hậu cũng như thổ nhưỡng của vùng đất này không phù hợp cho cây nho xanh Ninh Thuận sinh trưởng và phát triển. Cái ý tưởng này là do ông chồng tôi đấy. Ông tôi có ý tưởng là làm du lịch sinh thái này cũng từ lâu rồi đấy, nhưng mà giờ bắt đầu mới làm được thì trong gia đình thì con gái tôi nó ủng hộ lắm, nó thích lắm, nó cũng muốn làm cái du lịch trải nghiệm này, nên là cũng cả nhà tôi đồng ý theo ông ấy làm. Nho hạ đen không hạt được anh Hợi trồng theo kỹ thuật chuyển giao của Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang. Trong đó, trồng nho áp dụng công nghệ cao như tưới nước tự động, có mái màng tre là một trong những kỹ thuật quan trọng để giống nho hạ đen có thể sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với khí hậu của miền Bắc ở nước ta. Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến nông thành phố Hà Nội cũng đã hỗ trợ cho gia đình anh Hợi 600 cây nho giống, phân bón sinh học cũng như là các kỹ thuật chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhưng mà từ ngày bắt đầu là làm cái nho này là mô hình của thành phố Khuyến nông, thành phố người ta hỗ trợ ấy, thì cũng bắt đầu cũng có ý tưởng là trồng nho xong thì rồi cũng làm ý tưởng là cũng làm sinh thái thêm ý, làm hoa các thứ thêm cho nó đẹp cho khách du lịch người ta đến tham quan, người ta trải nghiệm này, các em nhỏ mẫu giáo ấy cũng đến rồi, họ thích lắm, trẻ con họ thích lắm, nên là mình cũng thêm ý tưởng là sẽ mở rộng thêm, làm đẹp hơn, sang năm sẽ đẹp hơn nhiều, có cả khu vui chơi của trẻ con. Những nhọc nhằn của một người nông dân dám nghĩ, dám làm như vợ chồng anh Hợi cuối cùng cũng đã được đền đáp. Mặc dù mới là vụ đầu tiên, nhưng những cây nho hạ đen không hạt đã thích ứng và cho ra chùm sai chĩu quả và mọng nước. Trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp ngay từ đầu nên những trái nho hạ đen không hạt này luôn đảm bảo an toàn cho du khách. Vừa cải thiện được kinh tế, vừa cải thiện được cái du lịch để cho mọi người xuống đây có thể là vui chơi những ngày cuối tuần, rất là thích. Ruộng bây giờ nó bỏ hoang rất nhiều, thế nếu mà bây giờ mà bỏ không thì rất phí, nó làm những cái trang trại hoặc là như thế này rất thích, rất phù hợp. Mình cũng hạnh phúc cho làm được mà thành công được như thế này là mình hạnh phúc lắm rồi. Vâng, khi mà xem xong phóng sự ngắn vừa rồi thì cá nhân tôi thì hiểu được một phần những cái mong ước rồi những cái việc mà anh Hợi muốn làm. Với anh Hợi thì làm nông nghiệp sinh thái bền vững trước tiên là phải thực hiện kỹ thuật canh tác nói không với hóa chất đã. Cây trồng được chuyển đổi hoặc là gối đầu vụ quanh năm. Vì vậy cây dâu tây lại là một sự lựa chọn táo bạo nữa của anh thử nghiệm trồng trên mảnh đất Đan Phượng, phải không chị Tú Anh? Vâng, để làm được ở du lịch có được cái sự hấp dẫn và có được thành công thì có lẽ là chúng ta phải thay đổi tư duy, phải có sự sáng tạo, đấy là những yếu tố rất là quan trọng để có thể phát triển. Chính vì thế, để đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch và để các em nhỏ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, anh Hợi cũng đã thử nghiệm trồng dâu tây ở trên mảnh đất này từ kinh nghiệm trồng nho của mình. Và ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng tiếp tục theo dõi phần trò chuyện của chúng tôi với anh Nguyễn Hữu Hợi, ông chủ vườn nho hạ đen. Có rất là nhiều cái loại cây trồng nhưng mà tại sao anh lại lựa chọn cái loại dâu tây này? Bởi vì cây nho đã là một cái sự táo bạo rồi, cây dâu này là còn là một, có thể nói là một sự liều lĩnh nữa. Bởi vì tôi cũng muốn tất cả những các cái thứ nhất là cái mới lạ, cái thứ hai nữa là ở cái khu vực mình không nói đâu xa nhưng mà cái khu vực Hà Nội hoặc là quanh mấy tỉnh lân cận đó thì cũng chưa thấy ai trồng, mình muốn là đưa cái mình thử nghiệm để xem là cái cây dâu tây là nó có chịu được cái khí hậu ở khu vực mà nó cái khí hậu nó khắc nghiệt như ngoài Bắc mình này. Đấy, cho nên là tôi bảo thôi năm nay là mình cứ gọi là cứ thử nghiệm cái dâu này đi. Nếu mà ví dụ nhá, nhưng mà có thành công thì là mình cũng lấy nó để làm cái nền tảng. À, làm động nền tảng để mình có thể nhân rộng ra nữa để mình gối vụ. Khi mà hết nho rồi thì du khách có thể đến để trải nghiệm hái dâu tây hoặc là bất kỳ một loại cây nào đấy, đúng không ạ? Đúng rồi.
Thứ nhất là mình làm về cái du lịch trải nghiệm này, thì mình muốn là để những các cái đưa những các cái nó mới lạ đến cho du khách. Thì, ví dụ chẳng hạn như hết nho thì nó có cái dâu tươi, nhưng mà mỗi cái là bây giờ mình đang thử nghiệm thì mình chỉ dám làm một ít thôi, chỉ độ 2 sao thôi, còn thành công thì sang năm mình sẽ nhân rộng thêm. Khi mới bắt đầu mà mình làm, mình thử nghiệm ấy, tại sao anh lại chọn cái giống dâu tây? Cái thứ nhất là bây giờ mình cũng mới tìm hiểu về cái cây dâu tây này, mình mới làm cái vụ đầu tiên, thế nhưng mà mình làm là mình cũng phải nghiên cứu kỹ. Cái thứ nhất là đây, bản thân ví dụ mình làm cái này là mưa nắng tối có sương thì là mình sẽ buông cái màn phủ này xuống, đó là che mưa che sương, còn ban ngày thì mình sẽ nắng là mình sẽ vén nó lên. Còn cái thực sự ra mình làm cái này thì cũng rất là lo lắng, mà cũng là bây giờ ví dụ mình làm xem, cũng phải suy nghĩ xem là bây giờ có cái có hợp được cái khí hậu hay không, có được thu hay không. Thế nhưng mà thôi, cái gì cũng thế, mình cũng phải đánh đổi cái trải nghiệm của mình. Bây giờ ví dụ mình phải làm thì nó mới có được, mình mới biết được là cái bản chất của những các cái cây nào nó chịu được cái khí hậu ra sao. Thế còn mình không làm thì mình biết làm sao được để mình đổi mới những các cái cây mà ở vùng mình chưa có. Đấy, thì cho nên là mình mới muốn là để thử nghiệm những các cái cây mới mẻ ở cái vùng đất của mình, đúng không ạ? Anh kỳ vọng như thế nào về cái vựa dâu tây này? Bởi vì thực ra là này, em rất nhớ một cái câu nói rất là hay của anh ở buổi sáng. Anh có nói rằng là mình là nông dân nhưng mà thôi, mình liều ăn nhiều. Nếu mà mình liều mình thắng thì mình gọi là thành công, nhưng nếu mình thua không sao cả, mình lại làm lại từ đầu, mình lại nghiên cứu lại. Thế vậy thì với cái vựa dâu này thì cái mình đánh cược đi, bao nhiêu phần trăm sẽ là phần trăm thắng với cái kinh nghiệm là một người nông dân mà chuyển đổi rất nhiều như anh, táo bạo như anh? Tất nhiên là mình làm cái nông nghiệp này ai cũng thế rồi, cũng muốn để cho nó thành công. Thế nhưng mà cái bước đầu mình làm ấy thì bao giờ cũng nó cũng phải đánh đổi mình không thể tính chắc là mình sẽ được thu được bao nhiêu. Thì thôi mình cứ làm ví dụ để mình đúc kết lại được cái kinh nghiệm để vụ sau mình sẽ làm. Ví dụ như ăn mình, tuy nhiên đã làm như thế này nhưng mà cái cây dâu này bỏ đầu tư ra rất là nhiều tiền. Nếu mà để mà tính cái phần trăm thắng thì thực sự ra là để cái tỷ lệ thắng thì mình thực sự ra là không ai dám tính là cái tỷ lệ thắng. Còn bởi vì cái vụ đầu tiên thì mình vẫn cứ phải là đánh đổi với mình cứ tính là 50% đi. 50% đúng ạ. Vâng, sau khi nghe anh Hợi chia sẻ thì anh Hợi nói rằng là cái vườn dâu thử nghiệm này anh sẽ tính là tỷ lệ là 50-50, gọi là năm ăn năm thua. Và thực ra thì làm nông nghiệp, bà con nông dân vẫn thường nói làm nông nghiệp là tỷ lệ rủi ro rất là cao, một trong những lĩnh vực mà có cái tỷ lệ rủi ro cao. Với một cái tâm lý, với một cái bản lĩnh là một người nông dân có nhiều kinh nghiệm như anh Hợi, thì tôi tin rằng là năm sau khi mà chúng tôi quay trở về đây, về với vườn nho của anh Hợi, thì tôi cũng sẽ nhìn thấy những cái giải đất mà gọi là rất là nhiều những cái quả dâu tây sai chĩu. Em cũng xin chúc anh rằng là cái vựa dâu này mình đã được cái gọi là 100%, chứ không thể là 50-50 như chúng ta nói nữa, đúng không ạ? Bởi vì là em tin rằng là với cái kinh nghiệm của một người mà dám nghĩ dám làm như anh thì hoàn toàn có thể làm được điều đó. Vâng, sau khi nghe anh Hợi chia sẻ xong thì anh sẽ tính là vườn dâu này tỷ lệ 5 ăn 5 thua. Và thực ra thì làm nông nghiệp tỷ lệ rủi ro rất là cao. Tuy nhiên với một tâm lý, một bản lĩnh dám nghĩ dám làm như là anh Hợi thì cá nhân tôi suy nghĩ rằng là hy vọng anh sẽ thắng 100%. Và năm sau khi chúng tôi quay trở lại đây, chúng tôi sẽ thấy anh Hợi có một khu tổ hợp rất nhiều loại cây trồng đem lại nguồn lợi kinh tế cho gia đình anh. Vâng, và tôi cũng hy vọng rằng là những trái dâu tây thì cũng sẽ đem lại thắng lợi, thành công như chính những trái nho hạ đen vậy. Và đây chính là cuộc thử nghiệm đầy táo bạo của một nông dân chăm chỉ như anh Hợi, và anh hoàn toàn xứng đáng với những thành công của mình, đúng không ạ? Không cần phải đi đâu xa, quý vị có thể có những bức ảnh tuyệt đẹp với vườn nho hạ đen ngay tại ngoại thành Hà Nội. Những đứa trẻ sẽ có cơ hội được bước vào một không gian rộng lớn bao la của cánh đồng nho để ký ức tuổi thơ
thơ của chúng ta với những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi mà được hòa mình vào thiên nhiên. Vâng, và những người nông dân ở ven đô thì nay đã có những cái tư duy và có những đổi mới về việc làm kinh tế nông nghiệp và đã có những thành công nhất định, đúng không ạ?